Xe bị sao vậy? Dạ xe của em bị hết xăng anh. Hết xăng. Ủa Vân, người yêu cũ. Ơi trùng hợp quá. Mà không sao đâu, thôi sẵn tiện anh có canh xăng ở đây đổ xăng cho, mặc cấp đi. Coi bộ cũng vẫn còn xài được ạ. Mặc cấp đi em. Rồi. Rồi, đổ xăng xong rồi. Sao quá đâu, anh đổ xe anh. Mắc mới gì đổ xe em. Nè, em nên nhớ nha. 2 năm trước lúc anh nghèo khó, em là người bỏ anh, đúng không? Anh nếu kéo nhận bỏ anh, em chê anh nghèo. Bây giờ nhìn lại đi, hơn nhau nhất thời thôi em ơi. Đẳng cấp mà là mãi mãi, hiểu không? Bây giờ anh có xăng, anh đi lại được. Còn em sao? Dẫn bộ đi. Trời ơi, lịch chơi. Con người ơi, sống được cái đánh giá. Từ từ. Nhìn về tương lai, em hiểu không? Bây giờ nghèo thôi, chưa chắc gì 5 tháng sau người ta nghèo, đúng không?